vẫn cười. Và chúng ta cùng chờ đón người đẹp Tú Tú. Tối đêm nay một lời chúc sức khỏe chào cho chào nhé. Vâng, cảm ơn tất cả vì rất nhiều và cảm ơn những cái đẹp của Lô Tô Hương Nam. Xin được chào đón quý vị đã đến với sân khấu của Lan Hát Lô Tô Hương Nam và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Lô Tô Hương Nam là địa điểm giải trí cuối ngày của tất cả quý vị. Và trong đêm nay quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu với một chương trình rất đặc biệt được mang tên Rock Win By Night với khách mời đặc biệt đó là Rakuin Suri và Rakuin Sunny phục vụ cho tất cả quý vị. Và ở phần 1 của chương trình Lô Tô Xuân Hương Nam, quý vị cũng sẽ đến với một chương trình rất đặc biệt. Đây là một thành viên của gánh hát Lô Tô Hương Nam và ngày hôm nay sẽ ra mắt MV Tết Miền Tây, đó là Người Đẹp Bội Nhi. Và cũng xin gửi đến tất cả những vị khách mời của Người Đẹp Bội Nhi một lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Và kính chúc quý vị sẽ có một đêm thật tuyệt vời tại gánh hát Lô Tô Hương Nam. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ trước khi dòng quay số Lô Tô đầu tiên được bắt đầu, xin mời quý vị chúng ta hướng mắt về sân khấu để thực hiện một cái thủ tục đầu tiên, đó là kiểm số thưa quý vị. Dạ, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Chúng tôi bị 30 con số đầu tiên đã được bỏ vào lòng cầu và chúng ta sẽ đến với 30 con số tiếp theo. Và mọi lá vé bên dưới đó là 10.000 đồng một lá vé thưa quý vị. Và tiếp theo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
thưa quý vị, một lần cờ quay số hợp lệ sẽ có 60 con số và không có bất kỳ một con số nào bị lặp đi lặp lại, cũng như là không được phép thiếu bất kỳ một con số nào. Và ngay bây giờ, những cái đẹp bên dưới đang rộng, mời quý vị nhận là vé. Cái dòng đầu tiên đó là 10.000 đồng. Và cứ thưa quý vị, với 10.000 đồng chẳng đáng là bao, nhưng nếu trúng một cái đó là lớn lao vô cùng. Và tại cái đó là tôi nào cho em khuyến cáo quý vị đó là đừng đặt nặng vấn đề về thắng thua và tiền bạc. Bởi vì lô tô không phải là cờ bạc, mà đây là một bộ môn nghệ thuật dân gian mà những người nghệ sĩ phải dùng lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho tất cả quý vị bên dưới. Hy vọng rằng với mọi lá vé trên tay sẽ mang tới một niềm vui cho tất cả quý vị trong buổi tối đêm nay. Dạ thưa quý vị, một loại cờ lô tô đầu tiên phục vụ cho quý vị chỉ có 10.000 đồng. Người ta nói dạn sự thì khởi đầu nan, buôn bán thì nhiều người mở hàng. Và ngay từ bây giờ, một loại cờ lô tô đầu tiên mã vé là 147. Không để cho quý vị chờ đợi lâu, chúc cho quý vị gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị ta cùng em cho số. Rồi quý vị kiểm tra là vé thì nghe nha. Hàng ngang 3 số là thiếu, 4 số là đủ, 5 số là dư, số lùi, số mở, số không bị mở. Cứ để cho em đợi để thắng quý vị. Hai chị đây, 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 hai chị đây
qua đã có đọc giải. Tuy nhiên cô chú chị mình gọi tôi lại nhé. Kính thưa quý vị, và xin mời Bình Minh Phan hãy giới thiệu là bé vừa qua con số 42 đã có một vị chủ nhân may mắn đọc giải rồi. Xin mời chị Lương trên sân khấu. Ai vui sạch ta. Rồi chúng ta đã có hai chủ nhân may mắn đọc giải trong lần này rồi quý vị. Rồi xin còn thử quẩn luôn nha. Đó, rồi xin chị kia luôn. Rồi lên đây chị. Dạ sạch ta bọn ơi. Rồi giờ số nha, vòng loại 147. Dạ 147 đúng cái hiệu đúng giống loại. Dạ 42. 42 dẫn chương qua có 1. 55. 55 có 2. 25. 25. 25 có 3. Và số cùng con số 9. Số 9 hợp lệ. Dạ rồi, em sẽ được nhờ phép giờ số cho chị vòng loại 147. Dạ 147 đúng trong loại. Tấu hoàng hậu số đầu tiên 42. 42 dùm kêu qua có nhất lầu. 55. 55 có nhị lầu. Số 9. Số 9 có tam lầu. Còn gì khác ngoài con số 25? 25 lọt lầu. Dạ vâng, hàng ngang 4 số hợp lệ 25, số 9, 42 và 55. Và hai vị chủ nhân kinh trùng một lọt đầu tiên. Và bây giờ trưởng đoàn. À chị ơi, bây giờ phần thưởng của một chồng lợi của mình á là con gấu bông hoặc là một thùng nước ngọt. Thì bây giờ hai chị á, trên lá vé có ghi rất là rõ là kinh trùng tặng phẩm chia đều. Bây giờ em lấy con gấu ra nha. Chị cầm cái đầu là chị cầm cái chân mình xé được không? Hay là nước ngọt? Thôi nếu mà lại có bông em trao cho mỗi người con có bông luôn nha. Wow, rồi dạ. Đang tặng luôn cái chồng đầu tiên cho thật là may mắn anh chị ha. Vâng, kính thưa quý vị, và dòng lại tiếp theo giờ cúc chúc mừng anh chị nha. Vâng quý vị, dòng lại tiếp theo xin mời vị đến với dòng lại 20.000 đồng cho là bé.